Kính chào các quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Bảy, mùng 10 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Lối thoát cho Đảng Cộng sản Việt Nam, tạ lỗi trước nhân dân và vứt bỏ chủ nghĩa Mác Lênin. Luật sư, tiến sĩ triết học Nguyễn Hữu Liêm từ California, Hoa Kỳ mới đây đã chia sẻ một bài viết mang tựa đề Về con đường xã hội chủ nghĩa thực thụ cho Việt Nam qua diễn đàn của đài BBC. Qua bài viết, vị triết gia mang tầm quốc tế này đã lý giải được những khúc mắc về lý luận mà Đảng Cộng sản Việt Nam lúng túng suốt một thời gian dài vừa qua, đồng thời vạch cho Đảng một con đường khả thi để theo đuổi xã hội chủ nghĩa. Một đóng góp to lớn của tác giả trong bài viết là đã làm sáng tỏ về cái gọi là xã hội chủ nghĩa mà Đảng Cộng sản Việt Nam theo đuổi gần một thế kỷ qua, nhưng chính Đảng lại bế tắc về mặt lý luận và thực tiễn khi không tỏ tường được xã hội chủ nghĩa là gì. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hữu Liêm, là giáo sư tiến sĩ triết tại Mỹ. Học giả Mỹ gốc Việt giải thích như sau: ta hãy xem vì hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa là gì. Nhân loại đã vạch ra một con đường xã hội chủ nghĩa từ lâu, và nếu Việt Nam muốn học hỏi thì các bài học đã có sẵn từ kinh nghiệm chính trị và công quyền thế giới hiện nay. Đảng hãy nhìn qua Tây Âu hay Hoa Kỳ, hay gần hơn là Singapore và Úc. Ở những quốc gia đó, các cơ chế có tính chất xã hội chủ nghĩa được thực hiện qua định chế an sinh xã hội cũng như thuế khóa nhằm mục đích nâng đỡ quần chúng cùng khổ và san bằng khoảng cách giàu nghèo giữa các giai cấp và tầng lớp kinh tế. Chỉ có điều họ không dùng cụm từ xã hội chủ nghĩa mà thay đó là vào từ tư bản trong lý tưởng xã hội. Khái niệm và hệ tư tưởng này gần giống như kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. Vì thế, có thể nói rằng lý tưởng chính trị và xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay là một phiên bản sơ thảo từ các quốc gia nêu trên. Cái khác nhau thật ra chỉ là vấn đề về ngôn từ. Thay vì tư bản thì ta dùng thị trường, thay vì lý tưởng xã hội thì ta dùng định hướng xã hội chủ nghĩa. Thành ra nỗi băn khoăn của hai ông Trọng và ông Thường chỉ là một niềm thao thức mang bản sắc ngôn ngữ và khẩu hiệu hơn là một bế tắc cơ bản về quyết sách vĩ mô cho quốc gia. Sau đó, giáo sư Liêm cũng đưa ra một nhận định đầy đủ khúc chiết về xã hội chủ nghĩa mà những vị giáo sư, tiến sĩ trong Hội đồng Lý luận Trung ương, các giảng viên cao cấp trong Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh hay các thành viên của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam qua bao nhiêu thế hệ vẫn miệt mài nghiên cứu mà chưa đúc kết ra. Đây là hình ảnh Hội thảo Khoa học những nhân tố xã hội chủ nghĩa trong thế giới đương đại do Viện Xã hội Chủ nghĩa Khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày 18 tháng 11 năm 2019. Giáo sư Triết tại Mỹ đã định nghĩa xã hội chủ nghĩa một định hướng quốc gia theo lý tưởng công bằng, dân sinh, thịnh vượng cho tất cả các tầng lớp xã hội. Nó muốn tạo ra một sân chơi bình đẳng cho cơ hội tiến thân, phát huy tiềm năng con người trên cơ bản công dân. Đồng thời, nó đặt ưu tiên thăng tiến cho tầng lớp cùng khổ, thiếu cơ hội, những thành phần bị áp chế dưới đáy tầng của kinh tế, xã hội. Cùng lúc, xã hội chủ nghĩa chủ tâm mở rộng không gian và cơ hội cho thành phần năng động, ưu tú được phát huy cơ hội kinh tế của họ. Yếu tố quan trọng trong tiến trình này là sự chuyển giao và phân bố cơ hội thăng tiến từ thượng tầng cấu trúc xuống dưới hạ tầng nhân dân, tác động tích cực đến kinh tế thị trường và mang tính thuyết phục trên bình diện chính trị. Học giả Mỹ cũng bình luận luôn câu hỏi mang tính thực tiễn là cần làm những điều gì để xây dựng xã hội chủ nghĩa. Ông dẫn chứng những chính sách mà quốc gia tư bản mang bản sắc xã hội chủ nghĩa đang làm, đó là đánh thuế lũy tiến từ lợi tức đến tài sản theo tiêu chuẩn khả năng đóng thuế. Càng giàu có, thuế càng cao. Bên cạnh là những định chế an sinh xã hội đảm bảo một đời sống kinh tế cơ bản cho con người nghèo, người già, thất nghiệp, tàn tật, trẻ em. Theo đó là một hệ thống pháp luật và chế độ lao động đủ nghiêm ngặt, cần thiết nhưng không quá khắt khe như công đoàn độc lập, mức lương tối thiểu, quy chế lao động trẻ em, số giờ lao động hàng tuần, bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp, thất nghiệp, tiền nghỉ hưu. Một điều có lẽ trấn an được chính quyền Cộng sản Việt Nam, đó là giáo sư Liêm khẳng định không có gì là sai lầm hay mơ hồ hoặc hoang tưởng khi Đảng Cộng sản Việt Nam nói họ đi theo lý tưởng hay định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là hình ảnh hội thảo khoa học với chủ đề bổ sung, phát triển và vận dụng những nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lênin về vấn đề nhà nước và thực tiễn Việt Nam trong bối cảnh mới do Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày 15 tháng 1 năm 2020. Nhưng mấu chốt của vấn đề mà có thể gọi là sai lầm to lớn nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam đó là đi theo chủ nghĩa Mác Lênin.
Ông Liêm nói, mô hình này được chính quyền Việt Nam từng làm kim chỉ nam chính trị gần thế kỷ qua, trong thực chất chỉ là một định chế quyền lực toàn trị. Và chủ nghĩa cộng sản Marx Lenin là một sự phản bội, một cuộc đánh lận đầy vong bản đối với lý tưởng xã hội chủ nghĩa mà nhân loại cũng như Hồ Chí Minh và thế hệ chiến sĩ cộng sản Việt Nam tiên phong đã từng theo đuổi từ suốt gần thế kỷ qua. Từ đó, ông đề xuất việc đầu tiên Đảng hãy dứt khoát thực hiện là tách rời lý tưởng và định hướng xã hội chủ nghĩa ra khỏi chủ nghĩa cộng sản Marx Lenin, đổi và lấy lại tên Đảng Lao động Việt Nam. Và hãy lấy lý tưởng của Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho vấn đề độc lập quốc gia, nhu cầu an sinh, bình đẳng, công lý cho dân tộc. Tức là hãy chủ trương rằng chủ nghĩa cộng sản theo mô thức Marx Lenin đã hoàn tất xong vai trò lịch sử của nó. Đã đến lúc Đảng trở về trọn vẹn với dân tộc qua lý tưởng Hồ Chí Minh để xếp chủ nghĩa Marx Lenin vào góc bảo tàng lịch sử của Đảng. Cùng với đó, giáo sư Liêm đề xuất chính quyền cần một lời tạ lỗi trước nhân dân, mở lối cho đồng thuận mới. Ông giải thích thêm như sau. Trên bình diện tinh thần tình nghĩa dân tộc, tôi nghĩ vị Tổng Bí thư Đảng hiện nay hãy chính thức tuyên bố xin lỗi nhân dân Việt Nam về những sai lầm lớn mà Đảng này đã vấp phải trong quá khứ. Dù rằng lịch sử Đảng suốt gần thế kỷ qua đã thành công về phương diện độc lập và thống nhất quốc gia, nhưng trong quá trình theo đuổi chủ nghĩa Marx Lenin đã phơi bày những khiếm khuyết trầm trọng. Đây là lúc mà Đảng đã nhận ra cái ưu, cái khuyết từ lịch sử để lại để điều chỉnh lại hướng đi cho Đảng. Một lời tạ lỗi tới nhân dân sẽ góp phần hàn gắn vết thương lịch sử, hóa giải hận thù, đoàn kết quốc dân. Từ niềm kiêu hãnh về quá khứ, Đảng phải tự chuyển mình và nhằm cải tổ bản sắc quyền lực hiện tại. Hãy dứt khoát từ bỏ chủ nghĩa Marx Lenin nhằm theo đuổi định hướng xã hội chủ nghĩa trong lý tưởng dân tộc Hồ Chí Minh. Khi đó, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ vẫn có hy vọng quy tụ được nhiều thành phần nhân dân trong và ngoài Đảng, quốc nội cũng như hải ngoại cho một đồng thuận lịch sử mới. Được vậy, Đảng sẽ không còn hồ nghi về tính khả thi về con đường lên xã hội chủ nghĩa cho một tương lai gần. Và nhân dân Việt Nam sẽ tán thán tinh thần can đảm lớn lao của Đảng trong ý chí cải tổ chính mình. Bên cạnh việc thoát xác khỏi chủ nghĩa Marx Lenin, Đảng phải thực hiện những quy định và định chế công lý và công bằng kinh tế và xã hội an sinh theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng huân chương quân công hạng nhất cho Bộ Công an nhân lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam. Vị giáo sư này nói tiếp, thứ nhất là phải phát động một cuộc cách mạng về quyền tư hữu, xóa bỏ ngay định chế sở hữu toàn dân đối với đất đai vốn rất là bất công và vô lý hiện nay. Thứ hai là cải tổ chế độ thuế khóa bất cập, hãy đánh thuế lũy tiến vào giai cấp tầng giàu có, lợi tức cao, nhất là giới kinh doanh bất động sản và các giới kinh tế ngoài biên chế, tiền lương định kỳ như văn nghệ sĩ, thương gia, các công ty kinh doanh lợi nhuận lớn. Đồng thời cùng lúc với chế độ tư hữu đất đai, hãy đánh thuế bất động sản như tất cả các quốc gia Âu và Mỹ đã làm lâu nay. Theo đó thì gia cư chính sẽ được miễn thuế đến một mức hợp lý. Thuế bất động sản định kỳ hàng năm sẽ cung cấp ngân sách quốc gia đầy đủ cho nhu cầu quốc phòng, an sinh xã hội, xây dựng hạ tầng cơ sở để trả lương cao hơn cho các ngành như giáo dục, y tế, tư pháp, công an và quân đội nhằm giảm thiểu quốc nạn tham nhũng. Hãy nhìn vào hiện trạng giới chủ nhân bất động sản giàu có ở nước ta đang đóng rất ít và gần như không đóng thuế nhà đất. Đó là một sự bất công và vô lý trầm trọng. Thứ ba là ban hành những đạo luật và đòi hỏi công an địa phương thực thi khẩn cấp nhằm cai chế hiện tượng tội phạm đang đầy rẫy. Mặc dù luật pháp hiện hành có nhắm đến, nhưng trên nhiều bình diện xã hội vẫn còn quá nhiều bất cập và vô lý. Từ vấn đề rượu bia, trộm chó, tạt axit, bạo hành gia đình, thả đinh trên xa lộ để hành nghề vá lốp xe, nạn trộm cướp, đồng thời phải bảo đảm quyền tự vệ tuyệt đối của chủ nhà. Ví dụ, nạn trộm chó vốn là một tội đáng trừng phạt, nhưng vì luật pháp rất nhẹ tay, chỉ phạt hành chính, nên dân chúng phải ra tay bạo hành đến nỗi giết nhiều thủ phạm. Và còn rất nhiều vấn đề, vấn nạn xã hội khác đang đòi hỏi luật pháp nghiêm khắc hiệu năng hơn. Thứ tư là về mặt thể chế và tái tổ chức bộ máy, nhất định phải tinh giản trong sạch bộ máy công quyền, tách rời Bộ Công an ra làm hai là Bộ Cảnh sát và Bộ Nội an nhằm giám sát lẫn nhau và tránh tình trạng gây mâu thuẫn quyền lợi hiện nay. Cải tổ toàn diện Bộ Tư pháp với tên mới là Bộ Công lý theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm nâng cao định chế và chất lượng nhân sự và quy trình pháp chế. Quy tụ các chuyên gia trong và ngoài nước nhằm cùng nhau phác họa một chiến lược giáo dục mới cho quốc dân.
Và đó có lẽ là những lời tâm huyết của một trong những người Việt Nam xa quê hương, hồi hương sớm nhất và làm bất cứ việc gì cũng nên trăn trở với tinh thần Việt Nam. Đây là hình ảnh học giả Mỹ gốc Việt Nguyễn Hữu Liêm được coi là một triết gia quan trọng của thế giới và cuốn sách Cám dỗ Việt Nam được phát hành vào năm 2019. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm được giới chuyên môn quốc tế đánh giá là một trong số những triết gia đương đại của cộng đồng nghiên cứu triết học trên thế giới. Sinh ra từ vùng đất chiến tranh Quảng Trị, ông rời quê hương đến Mỹ sau sự kiện năm 1975. Ông học cử nhân kinh tế nông nghiệp, rồi học thạc sĩ về quản lý công ở Đại học Texas. Về California công tác, ông tiếp tục học chuyên ngành luật. Ông cũng đã tốt nghiệp tiến sĩ luật khoa vào năm 1987 tại California. Đồng thời, ông cũng mở một hãng luật tại Mỹ. Không dừng lại ở đó, ông tiếp tục trở lại học đại học để lấy bằng thạc sĩ triết học tại California. Là một trong những người Việt Nam xa quê hương và hồi hương sớm nhất từ năm 1989 qua đường Thái Lan cho đến nay, tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm đã nhiều lần đi về giữa Mỹ và Việt Nam tư vấn về luật quốc tế và có những lịch trình giảng dạy tại một số trường đại học. Về Việt Nam nhiều lần với kiến thức chính yếu là triết học, ông tiến sĩ đã kêu mang một nỗi niềm vong quốc. Để từ đó, ông xét lại lịch sử của nước Việt Nam với một lăng kính triết lý mà ông lập luận ghi thành tác phẩm Sử Tính và Ý Thức đã được xuất bản và giới thiệu đến công chúng vào hồi năm 2016 và Thời Tính, Hữu Thể và Ý Chí xuất bản vào năm 2018 giúp cho thế hệ trẻ qua những tác phẩm giá trị này có thêm cái nhìn mang tính triết học về lịch sử của Việt Nam. Mới đây nhất, học giả Liêm đã cho ra đời ấn phẩm Cám dỗ Việt Nam được giới thiệu tới công chúng bạn đọc vào năm ngoái. Đây là một cuốn bút ký với nhiều tính tự sự, nặng lòng với hai chữ Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 10 tháng 10 năm 2020 với bản tin Lối thoát cho Đảng Cộng sản Việt Nam, tạ lỗi trước nhân dân và vứt bỏ chủ nghĩa Mark Lenin. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.